Chiều ngày 29 tháng 9, tại Ủy ban Nhân dân xã Đạ Mờ Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, nhà hảo tâm Thủy An, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao học bổng, tập vở, ba lô cho các học sinh trường tiểu học Đạ Mờ Rông, trường trung học cơ sở Đạ Mờ Rông. Tại chương trình, báo Sài Gòn Giải Phóng cùng nhà tài trợ, chính quyền địa phương đã trao 100 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng một suất, 2.000 tập vở và hàng chục ba lô cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Xã Đạ Mờ Rông là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn. Nơi đây, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Thầy Trần Văn Tuấn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đạ Mờ Rông xúc động chia sẻ, hôm nay, các trường học ở Đạ Mờ Rông vinh dự đón nhận tấm lòng vàng từ một tình cảm đặc biệt của báo Sài Gòn Giải Phóng trao cho các em học sinh. Những món quà quý giá này không những giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn, an tâm học tập mà còn tạo ra không khí học tập sôi nổi trong học sinh, khơi dậy cho các em học sinh lòng yêu thương con người, góp phần nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương cho biết, chúng tôi hy vọng món quà nhỏ này kịp thời hỗ trợ phần nào cho các em học sinh của trường tiểu học Đạ Mờ Rông, trường trung học cơ sở Đạ Mờ Rông, qua đó góp phần động viên tinh thần học trò tại đây thêm vững bước trên con đường học tập. Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng cũng cho biết thêm, năm 2023, báo Sài Gòn Giải Phóng đã phát động chương trình Thắp Sáng Niềm Tin, Vượt Khó Đến Trường. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, chăm lo sự phát triển về thể chất, tri thức, tinh thần cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chương trình này sẽ được báo Sài Gòn Giải Phóng duy trì thực hiện lâu dài. Chương trình nhằm chia sẻ, hỗ trợ các trường học ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới gặp khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu cơ bản của học sinh. Những người thực hiện chương trình luôn mong muốn khích lệ, động viên, tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, vượt khó vươn lên trong học tập.